Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị mình đến với kênh của mình Lý Biêu nha. À, hôm nay anh Lý Biêu sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy ảnh này. Trên tay mình đây là chiếc máy ảnh của hãng Canon nha. Tên của nó là Canon IC Digital 930 IS. Đây, tên này nha. Canon IC Digital 930 IS thì cái từ IS này là có chống rung ha. À máy này thì có độ phân giải của nó là 12 megapixel, có chức năng chụp ảnh và quay phim. Lens của nó là khả năng zoom của nó là 5x nha. Có chữ IS này là lens có chống rung. Và máy này thì đặc biệt của nó là có màn hình cảm ứng nha, vừa có phím bấm mà vừa có cảm ứng luôn. À, rất là hay ho. Thì à, một chiếc máy ảnh khá là đẹp nha, màn hình cũng còn đẹp luôn. Đây là dính dấu vân tay thôi. Thì à, hôm nay em An Lý biêu sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh này đầu tiên các bạn muốn gắn pin nó thì ở đây ha, đây có cái chốt để gạt pin nè, các bạn gạt qua như thế này là pin đó ha, mình bật cái cái vàng vàng nhỏ ra thì pin nó sẽ chạy ra như thế này. À, đây là viên pin của máy nha. À. Các bạn muốn gắn vào thì chúng ta cầm như thế này nè, chúng ta gắn vào ha. Rồi về thẻ nhớ thì máy này sử dụng thẻ nhớ là SD, đây là cái thẻ nhớ của máy nha. Thẻ nhớ này thì đối với cái máy này các bạn có thể gắn thẻ nhớ 8g hoặc là 16g hoặc là 32g đều được. À, sau đó thì các bạn gắn vô, thẻ nhớ như thế này ha, các bạn cầm như thế này nè, bạn gắn vào. thẻ nhớ SD là cái loại thẻ nhớ thông dụng của máy này, các bạn bấm vào đây ha. Rồi khi mà có pin và thẻ nhớ xong, các bạn có thể bấm vào nút on/off đây là khởi động máy nè. Rồi khi mà các bạn khởi động máy thì nếu mà xuất hiện cái màn hình này là máy yêu cầu mình chỉnh ngày tháng, thì các bạn có thể chỉnh ngày tháng cho máy. À, đầu tiên cái này là cái này năm ha. Các bạn nhìn ở đây nè. IMD nè, Y là năm, M là tháng còn D là ngày rất là năm tháng ngày nha. Đây là năm nè, đây là tháng nè, đây là ngày, qua đây là giờ, qua đây là phút. Rồi mình bấm đây là chỉnh cái năm đứng trước và cái ngày đứng trước cái tháng đứng trước nè. Rồi lên đây là ngày tháng năm nè, đó. Sau đó các bạn bấm nút ok nha. Ok đây nè. Rồi nó vào bên trong là như thế này ha. Ở đây nó báo là memory error tức là lỗi thẻ nhớ. Thì mình sẽ đổi cái thẻ nhớ khác. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổi thẻ nhớ cho nó nha. Đây là cái thẻ nhớ nè. À, mình đổi thẻ nhớ này nha. Mình đổi cái thẻ nhớ này nha. Thì các bạn cầm như thế này các bạn gắn vào ha. Đó. Chúng ta đóng nắp lại như thế này. Rồi thì các bạn bấm vào nút đây là khởi động máy nè. Thì khi mà khởi động máy thì ống kiến nó sẽ chạy ra như thế này. Và ở đây nó báo cho mình biết cái số này là 4934 á, là cái số ảnh còn có thể chụp được nha ứng với cái thẻ nhớ mình đang gắn ở trong đó là thẻ nhớ 16 GB đó. Nếu như các bạn gắn thẻ nhớ thấp hơn thì số ô lượng ảnh nó sẽ thấp hơn, ít hơn nha. Rồi bây giờ trên cái màn hình này thì các bạn ở đây chữ dis gọi là display hay bấm nút xuống nè. Bấm một cái nó tắt đây nha. Bấm cái nó mở lên nè, bấm cái tắt nè, bấm cái nó mở lên như thế này. Thì các bạn nên bấm để cho nó mở lên này để mình thấy những cái thông tin. Thứ nhất là mình thấy cái cục báo pin nè. Còn cái chữ L nãy L mà cái số À, 4934 nó là số ảnh còn có thể chụp được Đây là chế độ chụp ảnh ha Và chế độ đèn lát này kia Đại khái là những cái thông tin để mình Để mình biết, để mình dễ hiểu hơn á Để mình có thể kiểm soát được máy Đối với cái máy này thì Các bạn zoom xa gần ở đây mà gạt, gạt qua gạt lại nhé Bây giờ mình để cái này vô đây Để các bạn dễ hình dung nè Rồi các bạn zoom thì các bạn gạt Cái này ra lại nè, gạt qua như thế này Thì nó zoom lên nè, zoom lên ha Đẩy xa ra nè đó chim lên nè, Để xa ra nè, đó. thì trong cái khi mình quay clip đây thì cái nền cái môi trường ở đây nó thấp từ cái cái máy ảnh đến cái, cái vật thể nó gần nè, thì các bạn không thể dùng được nhưng mà khi mình ra ngoài trời các bạn chụp nó, thì nó khác chút xíu nha. Rồi khi mà các bạn muốn muốn chụp có thể đây cái nút này bấm nút chụp này các bạn bấm nút chụp như thế này, các bạn bấm nó nghe một cái tít và xuất hiện cái màu xanh ha các bạn thấy trên màn hình nó có cái màu xanh nè, là mình chụp được ha, mình sau đó mình bấm luôn bấm ngay cái cạch là ok nha này mình bấm rồi nè Đó. mình giữ cái máy nhẹ chút xíu cho nó lấy nét sau khi nó lấy nét nó xuất hiện cái ô màu xanh nó bấm cạch cái là 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 coi như là chụp rồi giờ mình chụp tấm nữa nè một vài tấm nữa ha cái ô xanh xanh nó gọi là cái điểm lấy nét nha khi mà các bạn chụp xong các bạn muốn xem là hình ảnh đã chụp á thì các bạn bấm vào nút play nè và xem lại Cách email to and các bạn có thể bấm vào đây zoom lên ha đây mình có thể lướt qua nha lướt qua như thế này nè bây giờ cái máy này nó có chức năng cảm ứng mình có thể lướt như thế này ha các bạn dùng ngón tay kéo nhẹ như thế này là lướt qua được à bấm vào đây giữ nè rồi ví dụ như các bạn xem á mình thấy cái hình này á mình mình thấy nó xấu đi mình muốn xóa nó đó, đó thì các bạn bấm cho mình cái nút menu này khoan nha nút play nè rồi các bạn bấm nút phóng sinh nha đây nè bạn bấm nút play là xem lại nè sau đó các bạn bấm chữ phóng sinh set là bấm nút ok nha đại khái là mình dùng từ ok ha bấm vào đây một cái nó xuất hiện cái cái dãy bên đây nè eraser là xóa ha mình muốn xóa thì mình bấm vào đây nè cái này nó chức năng cảm ứng nó chỉ cảm ứng một số chức năng thôi chứ nó không có không cảm ứng hết nha mình bấm vào đây eraser nè sau đó mình bấm nút ok nè là xóa ha rồi mình muốn xóa nữa bấm vào phóng sinh nè bấm vào đây z là xóa ha rồi ví dụ như mình bấm vào đây một cái nữa là xóa nữa rồi mình lên đây là à này fix filter playback Show image filter by deck là nó này nó giống như là sắp xếp theo ngày tháng này kia thôi cái này mình không có sử dụng nhiều slide show là trình chiếu theo dạng slide show ha trên nè rồi ở đây là my category là giống như lưu lại trong những cái thư mục thôi đây rồi là xây ngang xây dọc ha nếu mình muốn xây mình muốn ok nè rồi sau đó mình bấm nút qua là xây nè đó xây ngang xây dọc xây 180 gì đó bấm nút ok là nó sẽ sẽ lưu lại bấm vào đây một cái nữa mình xuống dưới đây là print list là chuyển qua máy in ha đây là khóa protect là là khóa là là không cho nó không cho xóa đó xuống đây là favorite là đánh dấu yêu thích đây là xóa nè bấm nút ok nè đó thì à, đối với cái máy này thì cái chức năng mình sử dụng thì ra sử dụng chức năng xóa đó thôi những chức năng khác mà ít sử dụng nha cái mình bấm nút play nó chuyển về chế độ chụp ảnh lại anh à, tắt luôn rồi thì mình muốn khởi động lại thì bấm nút đây là nó khởi động lại ha À, đối với cái máy này nó cho phép chỉnh về đèn LAS LAS đây nè mình bấm nút qua bên phải nè nó có hai ký hiệu flash nha đây là tắt đèn LAS đây là auto LAS nha đây là chuyển là tắt đèn LAS nè mình chụp nè nó tắt đèn LAS rồi bây giờ các bạn muốn mở đèn LAS lên mình bấm nút qua bên đây qua đây là auto nè là đèn LAS chế độ auto ha Uh, auto lát là khi mà các bạn chụp ở nơi mà đủ ánh sáng nó sẽ không có mở đèn lát mà khi mà các bạn chụp ở nơi thiếu ánh sáng nó sẽ tự động mở đèn flash cho mình. Thì cái máy này có khá nhiều chức năng chụp uh, những chiếc năng chụp bên đây nè. Hiện nay mình đang chọn chế độ là auto á, thì khi mình bật đèn flash thì nó chỉ có hai chức năng thôi. Nếu như bây giờ mình bấm vào chế độ bên đây nè, chế độ bên đây á là uh, chế độ chụp uh, đây nè, nó có rất nhiều chế độ chụp nữa ha. Bên trong nè, ví dụ như mình chọn chữ B đi thì nó sẽ cho đèn lát nó sẽ cho mình nhiều chức năng ha bấm nút ok nè rồi ở đây nó báo chữ b tức là mình đang chọn chế độ chữ b ha bây giờ mình bấm đèn lát qua nè thì nó cho mình bốn chức năng nha đó đây là auto lát nè auto lát tức là khi mà các bạn chụp ở nơi đủ ánh sáng nó sẽ không mở đèn lát mà chụp ở nơi thiếu ánh sáng nó sẽ tự động mở đèn lát cho mình rồi mình bấm qua đây là luôn luôn mở đèn lát nha bấm đây chụp nè rồi đèn lát mở ok ha Luôn luôn mở đèn lách là lúc nào nó cũng mở hết, còn auto lách thì khi mà đủ ánh sáng ánh sáng tốt nó sẽ không có mở. Rồi các bạn qua đây là chụp đèn lách vào ban đêm ha, mình thấy cái hình có cái người và cái ngôi sao là chụp vào ban đêm. Rồi Rồi qua đây là tắt đèn lách ha. Thì cái máy này có khá là nhiều chức năng. Rồi cái máy này mình bấm lên trên này là chụp hẹn giờ, chụp hẹn giờ nó có là đây là ốp là tắt chế độ hẹn giờ nè. Đây là chụp hẹn giờ 10 giây, chụp hẹn giờ 2 giây, chụp hẹn giờ 3 lần, chụp hẹn giờ theo cái thời gian mình cài đặt. Ví dụ ở đây từ 3 đến 10 thì mình cài đặt 7 giây vậy đó, mình muốn cài đặt như thế nào cũng được hết. Khi mà các bạn chụp chế độ hẹn giờ nó có chữ C đây nè, nó báo cho mình biết ha. Còn mình tắt chế độ hẹn giờ thì các bạn chọn vào chữ ốp tắt. Đối với cái máy này các bạn bấm nút qua bên phải nè, qua bên trái thì nó có 3 chế độ chọn đây để lấy nét bình thường các bạn chọn ngay giữa nha nếu như mình chụp bình thường hết á mình đi ra ngoài đường mình chụp tất cả các mọi thứ là chụp ngay giữa đó là chọn cái chế độ ngay giữa là chữ nó mô ha nó mô là bình thường nếu các những các bạn chọn qua chữ đây là macro rô là chụp cận cảnh cận cảnh tức là khi mà các bạn chụp á, thì nó sẽ chụp những cái vật thể gần ví dụ như mình chụp cái cái nhân vật đồ chơi nè đó nó gần như thế này ha gọi là chụp macro ha chụp lâu sub mà chụp những cái gì nó gần 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 cái máy là chụp macro rồi mình qua đây là Infinity là chụp về vô cực Tức là mình ghi đâu mà chụp về phong cảnh này kia đó Mình thường sử dụng nó là chụp về vô cực là như vậy Thì đối với cái máy này thì máy nó khác cũng vậy nữa Các bạn cứ để ngay chữ Normal là các bạn chụp bình thường nha Rồi chữ này là Display mình đã giải thích ngay từ ban đầu rồi Cái máy này thì nó có ba cái chế độ Mình gạt qua đây là chế độ quay phim đây là standard để standard mode là chế độ có cái hình này là hình quay phim nha ở trên đây nó sẽ báo cho mình biết là 1 280 là chuẩn quay phim của nó là chuẩn quay phim là à, HD 1280 x 720 đó. Vàng Đó, đây nè, để là 1720 nhưng 1280 nhưng 1720 30 frame nè xuống đây là quay phim là chuẩn 640 quay phim chuẩn 320 vậy đó thì nếu như quay phim thì các bạn chọn đây là chất lượng cao nhất nha bấm nút ok nè đó các bạn muốn chỉnh chất lượng cao thì các bạn à, bấm nút này ha rồi bạn từ trên xuống đây các bạn chọn như thế nào chọn ngay đây nè chọn ngay chăng cái số này nè các bạn bấm nút qua bên phải nó sẽ cho phép mình chọn ba ba lựa chọn này nha các bạn chọn số 1280 là chất lượng cao đó rồi à, mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn các bạn bấm vào đây đây là chế độ quay phim quay phim nó chỉ có hai cái cho mình chỉnh đây nè movie mode thì nó ở đây nó có là quay phim bình thường cái nếu như các bạn quay bình thường ở đây ha còn ở đây là chế độ là action color và chế độ swap color thì hai chế độ này mình có cái clip giải thích riêng các bạn xem clip giải thích riêng giúp mình ha là chế độ color action và color swap trong máy ảnh canon nha đó color action nè và color swap nè mình xem riêng clip riêng giúp mình nha Bình thường nếu mà các bạn quay theo kiểu bình thường các bạn chọn standard là được nha. Rồi bây giờ mình muốn quay phim thì các bạn bấm chụp nè. Là nó sẽ quay. Nó đang có chữ red này là quay ha. đang quay, đang quay được 4 giây, 5 giây vậy nè. Sau đó mình bấm đây cái nữa là nó sẽ tạm dừng. Rồi các bạn muốn xem lại bấm nút play nè. Là xem lại. Rồi bấm nút play xem lại sau đó thì... Đây có, có cái này bấm vô đây cái. Rồi đang chiếu lại nha Có âm thanh là luôn đầy đủ ha Đó Rồi các bạn muốn xóa thì bấm vào đây một cái Đó cái chữ eraser nè Bấm nút qua Bấm eraser bấm ok là xóa ha Muốn chụp ảnh bấm về chế độ độ Bấm lên trên đây là chuyển về chế độ là Chữ này vẫn đang là quay phim ha Muốn chuyển về chế độ chụp đó thì bấm qua đây nè Bấm qua ngay giữa ha, Qua giữa đây chế độ chữ B nè Qua đây là chế độ auto rồi thì mình xin giải thích các bạn luôn chế độ auto tô là chế độ cơ bản bình thường dễ sử dụng áp dụng đối với những các bạn nào mà mới tập chơi không có muốn chỉnh nhiều hoặc là không biết chỉnh mình để là auto. Còn đối với các bạn nào biết chỉnh nhiều, các bạn có am hiểu về máy ảnh nhiều, các bạn chuyển qua chế độ chữ B này nè. Là các bạn chụp ha, để chữ Program nè. Khi dọn qua đó là chế độ Program đó. Thì đối với chế độ Program nó có rất là nhiều chức năng, mình bấm vào đây trong đây. À không, các bạn bấm vào chữ phán sinh xét nha. Đó khi mà các bạn bấm vào chữ phán xét qua đây nó có rất nhiều chức năng nữa, ha đó rất là nhiều luôn máy này rất là nhiều rất là đa chức năng luôn rồi đầu tiên chế độ chữ B là chế độ program là chụp bình thường chụp đường phố này kia đó các bạn xuống đây là portrait thì khi mà các bạn chụp người chụp chân dung chụp mịn da thì các bạn chọn portrait là chụp chân dung thì da nó sẽ mịn hơn tí xíu xuống đây là nay snapshot là chụp nhanh vào ban đêm kit and pet là chụp động vật và trẻ con ha indoor là chụp ở trong nhà sunset là mặt trời mọc, mặt trời lặn. Các bạn thấy mình chuyển lên chế độ indo thì cái nền màu đây nè, cái màu này nó uh, nó 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 trắng, nó trong và nó nói chung màu nó tươi, trong nhạt. Mình xuống đây nó sunset thì cái màu này đậm đà hơn, đậm đà hơn tí xíu và nó vàng hơn tí xíu nha. Thì đối với bạn nào thích chế độ mà chụp ảnh vàng vàng, chụp ảnh vintage thì các bạn chọn ngay đây nó cũng ra luôn nha. Sẵn đây mình dễ thích luôn như vậy. Rồi xuống đây là chế độ uh, Quick chụp Light Color thì các bạn bấm vào đây thử coi. Bấm vào đây thì nó có nhiều ở đây nè. À, nó có rất là nhiều nhiều đây ha. Ở đây là qua đây Facebook là pháo hoa nè. Còn không nữa mà Long Sector rồi biết là bãi biển nha. Ở đây uh, Aquarium này giống như chụp cá dưới nước nha. Đây là chụp những cây xanh. Đó, chụp Snow là Snow là tuyết. Chỉnh ISO, chụp đi cho mặt rô là chụp siêu mặt rô cận cảnh. Asian Color, Asian Swap mình có giải thích riêng ha, có clip riêng. Đó, rất là nhiều nha. Đó. Rồi mình giờ mình chuyển về chế độ chữ B lại nè. Rồi ba này này snapshot rồi xuống đây là square work là pháo hoa nha chụp pháo hoa ha xuống đây là Long Shutter là chụp uh, giống như chụp vào ban đêm á, chụp tốc độ chậm nha. Bit là bãi biển nè. À, cái này nó cũng giống như cái nãy mình mới vừa giải thích á. Các bạn có thể chỉnh đây ha. Đó. Đây là chụp uh, cái chỗ nào mà có lá cây xanh nhiều đó. Ở đây là chụp snow là tuyết, đây là chụp ISO cao, đi cho macro nè, đó. Rất là nhiều chế độ đây. Thì uh, các bạn có thể trải nghiệm những cái chức năng này nha thì thông thường thật ra thì ít có chỉnh lắm mình chỉ chỉnh là chỉnh cái chữ, chữ b này nè là chụp program bình thường hoặc là chỉnh cái này là chụp chân dung cho nó da nó mịn nó đẹp đó là chụp ở đây ha rồi mình xin phép tạm dừng cái clip số 1 tại đây ha thì mình sẽ mời các bạn tiếp tục cái clip phần 2 trong clip phần 2 thì mình sẽ hướng dẫn giới thiệu các bạn nhiều chức năng khác của cái máy này ok chào các bạn nhé Ok, cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Hy vọng đây là một cái clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh. Thì mình xin giới thiệu các bạn mình tên là máy ảnh Lý Biêu. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên Instagram cũng tên là máy ảnh Lý Biêu luôn nha. Thì đây là hai cái kênh của mình. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm. Thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín, rất là chuyên nghiệp. Mình có bán máy ảnh phim, máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh. Thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi. Khi các bạn có mua máy bên kênh của Lý Biêu á thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn gồm có máy pin sạc pin thẻ nhớ đầu đọc thẻ nhớ dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng thông qua cái kênh youtube của mình thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào ok nếu như thấy clip này hết thì các bạn nhớ ấn nút like ấn nút đăng ký kênh cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình á nếu thấy sự uy tín của mình á các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn Trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp, những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng Super Thanh trên uh, Youtube nhé. Ok, mình là máy ảnh Lý Các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.